Rồi, xin chào toàn thể anh em nha. Nay bên Minh Anh Audio về rất là nhiều cái củ mít BBS mà bên mình nhập khẩu trực tiếp về luôn. Hàng xịn nha anh em, chất lượng rất là chất lượng luôn. Ở đây mình đang đang quay trực tiếp cho anh em coi ha. Về rất là nhiều. Đây mình sẽ bóc ra một cái mẫu thử cho anh em xem ha. Đây. Model của nó là S 40 S4 nè. Mình sẽ bóc ra một cái. Đây nó có cái tem của nó, mình gỡ ra. Đây là củ mít BBS xịn nha. Đây. À, củ này thì tương thích tới hầu hết là như tất cả là các cái dòng mít BBS đều thay được luôn. Củ này là củ cao cấp, thay được cho tất cả các dòng của nó và có thể thay cho các dòng mít của những hãng khác luôn. Của những hãng khác vẫn ok luôn nha các bạn. Là mình sẽ thay cho các loại khác như là Mitsuo hay là những cái dòng sản phẩm khác, hãng khác chẳng hạn. Đó. Thì mình muốn có nhu cầu nâng cấp của mít thì mình có thể chọn của mít này. Dòng này thì mình đã nhập về rất là nhiều loại và rất là nhiều đợt rồi, được anh em các nơi anh em làm phòng karaoke hoặc là các bên nó sử dụng mua của mít là về bán kinh doanh lại đó, thì nhập của bên mình rất là nhiều. Đó. Mình nhập khẩu trực tiếp về để phân phối. Thì bữa nay nhân tiện thì đây bài ra đây thì quay lại cái clip để giới thiệu với anh em lại luôn. Đây là củ mít dành cho dòng mít là BBS là 6 số nha, 6 số mẫu mới đời mới giờ thì sử dụng những củ mít như thế này. Đấy. Cái này thì đặc điểm của nó là tiếng mít rất là dày, đặc biệt rất là dày, sáng, chi tiết. Đảm bảo là khi mình thay vô thì nó sẽ tiếng của nó sẽ rất là khác biệt. Tiếng sẽ rất là rõ ràng, giống như là mình vừa nâng cấp một bộ mic xịn mới vậy đó. Đảm bảo chất lượng như là các bạn luôn ha. Cái này là mình giao rất cho rất là nhiều anh em bên đơn vị thi công âm thanh. Rất rất nhiều luôn. Đó, thì nay mình có mở ra một số đây để quay cho anh em tham khảo rất là nhiều ha. Đây còn rất là nhiều trong thùng. Nhập về chưa khui luôn. Nhập xịn chính hãng của BBS gì anh em ha, mình quay sơ sơ anh em coi chút xíu như mấy cái này ha, có mã vạch cho mình quét nè. Đấy. Nhập khẩu từ nhà máy BBS Bình Giang ha. Anh em nào có nhu cầu mua sỉ lẻ thì liên hệ với lại số điện thoại của bên Minh Anh Audio ha. 0938 641 445. 039 268 9745. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip ha. Anh em mà muốn mua hàng hoặc là cập nhật thêm nhiều cái sản phẩm mới của bên mình thì bấm vô cái nút đỏ đăng ký kênh YouTube để cập nhật thêm những cái video mới khác của bên Minh Anh Audio. Rồi, mến chào anh em.